Xin mến chào tất cả các bác nhé. Đây là con đẩy PL2.18. Dòng này thì chắc không còn xa lạ gì với anh em nhỉ? Đúng không? Nó quá là ok luôn. Dòng này thì được khá là nhiều anh em lựa chọn anh em nhé. Để quật súp công suất lên tới 1.800W một kênh. Tuấn có thể bỏ hộ cái này ra cho anh em xem cái nội thất của nó luôn. Ở đây em đang có một con để ngoài thì có nội thất luôn anh em nhé. Dây nguồn của nó được siêu khủng luôn anh em này, khủng không? Đấy, khủng. Nó dây nguồn khủng thì mới ra được, kéo được dòng khỏe để đánh súp anh em nhé. Đó, đây cho anh em xem nội thất luôn nhá. Ok chưa? Đấy, ok chưa? Đây, đây là 2.18 flut. Con này giá hiện tại đang rất tốt anh em nhé, chỉ 9.800.000 đồng thôi. Đó, ok cho anh em. Nội thất đây. Trong cái lúc chờ anh em đang gạt nút thì cho anh em xem qua cái nội thất. Và sử dụng bản nâng cấp thì nó sẽ rất là nhiều thứ đặc biệt anh em nhé. MOSFET của nó này, MOSFET của nó sẽ gần quạt hơn. Và MOSFET là MOSFET to luôn anh em nhé. MOSFET to chứ không phải là MOSFET nhỏ của bản cũ anh em nhé. MOSFET to luôn. Đó, so Toshiba vẫn như vậy. Biến áp thì cực lớn luôn anh em nhé, 1.800 mà. Đó anh em nhé. Đấy, đây là tụ 22.000mi 80V. Đó, cực kỳ khủng. Dòng này thì nó không đánh vôn cao, nó chỉ đánh là dòng cao anh em nhé. Đây là dòng Class H thì nó có hai thể loại, một là đánh dòng cao hay là đánh áp cao. Thì con này đánh dòng cao anh em nhé. Đó, đánh dòng cao. Đó, đánh dòng cao, dòng nó rất là lớn. Đó, áp cũng cao luôn anh em nhé. Đó, đấy thì anh em có thể nhìn qua, đây là con PL2.18 flut. Đó, quạt thì sẽ thổi từ đằng sau ra đằng trước anh em nhé. Thì như vậy thì nó sẽ mát cái phần MOSFET này anh em nhé, rất là mát cái phần MOSFET này. Trước là cái MOSFET nó đặt ở bên trước này thì nó giải nhiệt lâu hơn, nhưng bây giờ nó đặt ở đây. Thì con này mỗi một kênh nó tận 8 con MOSFET anh em nhé, 4 con bên trên và 4 con bên dưới. Đấy, còn những con MOSFET này thì rất là đắt này, 70N10, còn hai con ở đây là hai con diode cầu, diode anh em nhé. Đấy thì anh em có thể tham khảo dòng này. Đó, ok chưa? Đó, nói chung là chơi dòng này thì anh em bao phê luôn anh em nhé, bao phê luôn. Đó, tăng vặn volume lên test đây. Đó, ok cho anh em. Đấy, test phải nói là rất là cẩn thận cho anh em luôn. Đó, rất là đẹp, mã 2024 anh em nhé. Mẫu này là mẫu mới, Plus thì là mới. Đó, bản nâng cấp của PL2.18 thường. Đó, cải tiến khá là nhiều anh em nhé. Cân nặng nhé, cân nặng con này 36 và 7 cân, con trước là 40 cân anh em nhé. Biến áp vẫn to như vậy nhưng mà nó thay tụ khác anh em nhé, thay tụ khác. Đó, và bo mạch nó thay đổi, nó phét nó sẽ to hơn, rút ít lại sò đi và phét sẽ to hơn. Cái phét này rất là quan trọng anh em, Class H là phét rất quan trọng. Đấy, đây cho anh em xem những cái cầu chì rất là lớn. Đấy, những con này thì bao ok anh em nha. Đó, cái những cái chiết áp này của nó này, vặn lên đâu là biết tới đấy luôn anh em nhá. Đó, ok chưa? Vặn tới đâu là biết tới đấy, nó không kiểu như là những cái con kém chất lượng là vặn tới nửa nó đã rất là to rồi. Con này này anh em, vặn tới đâu là biết tới đấy luôn anh em nhá. Đó, ok chưa? Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Giá của nó là 9.800.000, 1.800W một kênh PL2.18 flut anh em nhé. Đó, ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.